chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cho các bạn khám phá một cái ba lô. Má bên này cũng hơi xinh xỉnh nha bạn. Bên này cũng hơi xinh xỉnh nha. Ba lô nó có phần mình làm ứng nha, tôi là không có lấy cái gì cũng không. Ủa má ra nó cự là đập nó luôn á. Đây cái ngăn thứ nhất. Thứ nhất còn 500 ngàn. Còn 500 ngàn Đây có giấy tờ gì nha. Đây. Còn 500 ngàn nữa. 500 ngàn nữa. Ê bà mà có chữ thề xíu nha bạn. Nhưng mà file này sao nó yếu quá hả? À? Không phải yếu, về này nó vậy á. Ôi Hiền ơi, cái giày tôi đập bạn luôn á. Ôi động mới nghe điện thoại nè. Tại vì wifi nó yếu quá. Nói chung là cái ngăn thứ hai đâu mà chẳng là cười quá.